Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Ơi, ơi anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Ui, bà này mà không có đặc biến cho mình đi quá. Ê kìa, hay nè, hay nè, hay nè, hay nè, hay nè. Đâu, mình tới không? Ok, cũng tới mẹ. Không biết một chiều, đây là sao nữa. Chị ơi. Ê, câu 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 dính á. Ui coi này thấy nhờ tóc biến nữa, lấy được cái tóc biến luôn bạn. Gấu nè, gấu nè, gấu nè, ông xương thì cũng đi rồi mà nay bạn hết chiêu rồi đúng không bạn? Không có cơ động như bạn hết chiêu rồi, cho như giống như tù lên lúc nãy nha bạn. Tù lên lúc nãy là giúp thử lời chiêu nha. Thôi coi này chắc mình đi rồi. Ok, vẫn đổi mạng luôn bạn. Rồi đi rồi, tù lên lên như này đi rồi, hết đường chọi rồi. Ê, 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 ôi, thôi, 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 xong Willet rồi. Khó chịu thế nha. Ê, hey, hai này còn quay lại trưởng lại được cái nữa, nên là vẫn lấy mạng được của cái mạng Timmy nữa bạn. Ôi, ông Willet ơi, ông Willet này không thấy chiêu nè. Làm sao mấy bạn? Làm sao dù không thấy chiêu là sao không hiểu? Đang giải thích giúp mình được không? Ôi, hai này đuổi xong rồi, chủ đề nó xanh quá, xanh nè. Cái gì vậy? Gì nghe nghe gì các bạn? Khoa này chắc cái em bạn sẽ đánh nè, đánh luôn, chắc có thể đánh luôn các bạn này, mất chậu rồi. Mất chậu rồi, đánh luôn, nó đúng nhông giá. Ôi thấy kìa. Ôi, hai mạng với mình. Chip bù kêu. Quá. Quá là kêu không? Ôi, không có chip bù kêu kìa. Hết mana rồi đúng không? Thì bế lắm vậy. Ok, chấm dứt luôn bạn. Qua ba mạng quá, quá ngon luôn, nhưng mà mình mất một cái mạng của mình rất khó chịu đấy nha. Lô đúng không, đúng không, đúng không, đúng không. Tem xanh quá, xanh luôn kìa. Ok, vẫn đổi mạng được của Stuart các bạn ơi. Đánh được nha, được nha, được nha, được nha. Ôi tem mình vậy toàn quá, không biết có mất kinh công nữa. Ôi xong nữa rồi. Ôi ôi không lấy được mạng được cái thằng Glenn nữa các bạn. Ôi nhưng mà chắc có thể mình lấy được mạng của Timmy các bạn này. Rồi ok, bây giờ mình chơi kinh công luôn, kinh công luôn. Ê tôi lên còn lại farm nè, còn lại farm nè, mình còn chiêu nha, đánh được luôn nha. Còn tóc biến còn đầy đủ đồ chơi các bạn. Rồi tóc biến rồi, được chắc. Ui vẫn chạy được kìa. Ui phải đối chạy đi chứ. Ui xanh á, thằng chua hết. Thôi bỏ đi. Ui pha này giống như là Vred, giống như là cũng giống bút bẩn luôn các bạn. Đánh đấm gì nữa. Pha này sao mà có tình trạng này không xem được chiêu, không thấy được chiêu rồi sao ta. Các bạn giải thích với mình nha.